Xin được chào đón quý vị các bạn đã quay trở lại với phần cập nhật bảng tổng sắp cũng như là lịch thi đấu và kết quả thi đấu của các vận động viên Việt Nam của chúng ta tại Olympic Paris 2024 trong ngày hôm nay 31 tháng 7. Quý vị và các bạn thân mến, cho đến thời điểm này thì bảng tổng sắp huy chương của Olympic Paris 2024 như sau. Đứng thứ nhất là đoàn Nhật Bản, họ có 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Đứng thứ hai là đoàn Trung Quốc, 6 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Đoàn Úc đứng thứ 3, 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Đoàn chủ nhà Pháp đứng ở vị trí thứ 4 khi họ có 5 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Đoàn Hàn Quốc đứng thứ 5, 5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Đoàn Mỹ đứng thứ 6, 4 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Cho đến thời điểm này thì hiện là các đoàn thể thao của khu vực Đông Nam Á hiện là vẫn chưa giành được bất kỳ một tấm huy chương nào tại Olympic Paris 2024. Về kết quả của đoàn thể thao Việt Nam của chúng ta trong ngày hôm qua, như đã chuyển đến các bạn ở bản tin trước, thì vận động viên rowing Phạm Thị Huệ đã bị loại. Rạng sáng ngày 31 tháng 7, tay vợt Lê Đức Phát của đoàn Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên sau khi vượt qua tay vợt Fabian Roth, người Đức. Lần đầu tiên đoạt vé dự Olympic, Lê Đức Phát khát khao thể hiện bản thân mình và lá thăm may rủi đã đưa tay vợt nam số 1 của Việt Nam vào bảng K, có sự có mặt của tay vợt hạng 12 thế giới Voranoi của Ấn Độ cùng với Fabian Roth của Đức hạng 82 thế giới. Bảng đấu này, như các bạn đã biết, là chỉ chọn ra một tay vợt xếp nhất vào vòng loại trực tiếp. Đức Phát hạng 70 thế giới phải cạnh tranh quyết liệt với hai vận động viên trên. Ở trận ra quân, tay vợt 28 tuổi, người Đức Fabian Roth thất thủ 0-2 trước hạt giống Voranoi nên xem như là anh không còn cơ hội. Trong khi đó, Đức Phát cần phải chiến thắng trước đối thủ này để đấu trận đấu quyết định tranh ngôi đầu với tay vợt số 1 Ấn Độ. Với khả năng đầu công linh hoạt và phát huy rất tốt những pha đập cầu uy lực hiệu quả, Đức Phát nhanh chóng tạo cách biệt điểm số 6-3, sau đó đào sâu khoảng cách với chiến thắng 21-10 khá dễ dàng ở ván 1. Nhập cuộc tự tin ở ván 2, Đức Phát đã có những điểm số đầu tiên nhờ các pha gài cầu ngắn trên lưới, trong khi đó tay vợt người Đức cũng mắc lỗi tự đánh hỏng. Nỗ lực của Fabian Roth giúp cho anh cân bằng tỷ số 5 đều, nhưng sau đó Đức Phát kịp tăng tốc khi tung ra những cú đập cầu uy lực sở trường để vượt lên dẫn 9-5, 11-6, rồi sau đó thắng chu cuộc ở ván 2 với tỷ số 21-10. Giành thắng lợi với tỷ số 2-0 giúp cho Lê Đức Phát tạm vươn lên dẫn đầu bảng K với hệ số tốt hơn so với Voranoi. Trận đấu quyết định ngôi đầu bảng K giữa Lê Đức Phát và Voranoi sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 1 tháng 8. Các bạn thân mến, về lịch thi đấu ngày hôm nay và rạng sáng ngày mai, mùng 1 tháng 8, thì vận động viên Đỗ Thị Anh Nguyệt sẽ thi đấu ở nội dung cung một giây nữ vòng 1:32 vào lúc 0 giờ 42 ngày 1 tháng 8. Trong khi đó thì vào chiều ngày hôm nay, trận đấu đáng chú ý diễn ra vào lúc 13:30 giữa vận động viên cầu lông Nguyễn Thủy Linh và vận động viên Giang Bê Quen. Các bạn thân mến, ở tại môn bóng đá thì ngày hôm qua và rạng sáng ngày hôm nay chứng kiến một bất ngờ đã xảy ra khi Tây Ban Nha đã thất bại và mất ngôi đầu vào tay đối thủ. Với việc đã sớm giành vé vào tứ kết, U23 Tây Ban Nha đã nhập cuộc với tinh thần hứng khởi khi họ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của đối thủ U23 Ai Cập. Mặc dù đã rút các trụ cột ra sân, thế nhưng Tây Ban Nha với chất lượng nhân sự trong đội hình đã tạo sức ép nghẹt thở lên phía khung thành của đại diện đến từ châu Phi. Trong thời điểm dồn ép để tìm kiếm bàn thắng, Tây Ban Nha đã bất ngờ để thủng lưới sau một pha phản công đầy chớp nhoáng của U23 Ai Cập và người mang về bàn mở tỷ số cho họ là Ibrahim Aden với một pha dứt điểm hiểm hóc ngoài vòng cấm. Những phút ít ỏi còn lại là không đủ để cho Tây Ban Nha có được bàn thắng và chấp nhận kết thúc hiệp 1 với tỷ số là 1-0 nghiêng về đối thủ Ai Cập. Sang hiệp 2, Tây Ban Nha dồn quân lên mạnh mẽ nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên thì trong khi hàng công của họ đang loay hoay tìm đường vào khung thành của Ai Cập thì hàng thủ cho thấy sự thiếu tập trung. Cụ thể là ở phút 60, từ đường chuyền bất cẩn của hậu vệ bên phía Tây Ban Nha, Ibrahim Aden một lần nữa cho thấy bản năng sát thủ của mình khi chớp thời cơ và dễ dàng đánh bại thủ môn đối phương trong tư thế đối mặt. Nhận bàn thua, Tây Ban Nha không còn cách nào khác ngoài việc là phải vùng lên tấn công. Đội bóng này đã không ít lần tạo ra được cơ hội. Nổi bật
chính là tình huống đánh đầu trúng cột dọc của Sergio Camello ở phút 81. Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, Tây Ban Nha chỉ có được bàn gỡ duy nhất ghi được do công của tiền đạo Samu Omorodion sau một pha đánh đầu chính xác ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2. Chung cuộc thì Tây Ban Nha chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước Ai Cập và kết quả này đồng nghĩa với việc là họ để mất ngôi đầu vào tay đối thủ và tự làm khó mình ở vòng tứ kết. Ở ngày thi đấu 30 tháng 7 còn có các kết quả như sau. Argentina thắng Ukraine 2-0, Maroc thắng Iraq 3-0, Cộng hòa Dominica và Uzbekistan hòa nhau với tỷ số 1-1. Trong khi đó, kết quả ở ngày thi đấu 31 tháng 7 như sau. Paraguay giành thắng lợi 1-0 trước Mali, Nhật Bản giành thắng lợi 1-0 trước Israel, 3-0 là kết quả trận đấu giữa Mỹ và Nigeria. Đội chủ nhà Pháp giành thắng lợi đậm với tỷ số 3-0 trước New Zealand. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.